sẽ là những bó hoa tươi thắm của các tập thể, các cá nhân sẽ dành tặng cho chương trình. Và ngay bây giờ đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời trở lên sân khấu bó hoa tươi thắm của lãnh đạo tổ dân phố Văn Trì 3, và trân trọng kính mời ông Vương Đình Tuyền, bí thư chi bộ tổ dân phố Văn Trì 3, sẽ đại diện cho lãnh đạo tổ dân phố Văn Trì trở lên sân khấu tặng hoa cho chương trình. Và xin được trân trọng kính mời trở lên sân khấu sự hiện diện của bà Minh Tị, chủ nhiệm câu lạc bộ Hương Bưởi, và ông Viết Bình, phó chủ nhiệm câu lạc bộ Hương Bưởi, sẽ trở lên sân khấu đón nhận những lọ hoa tươi thắm. Trân trọng kính mời. Xin chào, cảm ơn sự có mặt cùng với lãng hoa tươi thắm của các đồng chí lãnh đạo tổ dân phố Văn Trì 3. Kính chúc các đồng chí cùng với gia đình thật nhiều niềm vui, sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin chào, cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, và xin mời bà Minh Tị và ông Viết Bình sẽ cùng tiếp tục ở lại sân khấu để đón nhận, bởi vì có rất nhiều những bó hoa sẽ tiếp tục dành tặng cho chương trình. Và chúng tôi cũng xin được chào đón trở lên sân khấu đại diện Hội Cựu Chiến binh phường Minh Khai, đó chính là bà Thanh Thái. Trân trọng kính mời bà sẽ trở lên sân khấu với lãng hoa tươi thắm chúc mừng. Trân trọng cảm ơn sự hiện diện của Hội Cựu Chiến binh phường Minh Khai đã cùng với sự có mặt lãng hoa tươi thắm và đã có quà để dành tặng cho chương trình. Kính chúc các ông bà thật nhiều niềm vui, sức khỏe trong cuộc sống. Vâng, và cùng với lãng hoa tươi thắm, chúng tôi xin được trân trọng kính mời trở lên sân khấu sự hiện diện của anh Cao Quyền, chủ tịch câu lạc bộ Tình Bạn Kết Nối Đam Mê Ca Hát, sẽ trở lên sân khấu để dành tặng cho chương trình bó hoa tươi thắm. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn sự có mặt của các anh chị trong câu lạc bộ Tình Bạn Kết Nối Đam Mê Ca Hát đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và một chút nữa thôi, với những tiết mục rất là đặc sắc, anh các chị sẽ dành tặng tới toàn thể bà con. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng dành tặng cho câu lạc bộ Tình Bạn Kết Nối Đam Mê Ca Hát. Và xin được trân trọng kính mời tập thể cựu học sinh lớp 7 khóa 1969. Vâng, đó chính là bác Mạnh Hùng sẽ đại diện cho cựu học sinh lớp 7B khóa 1969 sẽ trở lên sân khấu với bó hoa tươi thắm chúc mừng ạ. Xin chào, cảm ơn tấm lòng nhiệt thành cùng với những lời chúc mừng và bó hoa tươi thắm của tập thể cựu học sinh lớp 7B khóa 1969. Chúc anh các chị thật nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Vâng, và bây giờ đây xin được chào đón trở lên sân khấu bó hoa tươi thắm của hai cháu Phạm Hoàng, Phương Mai. Xin được trân trọng kính mời. Trân trọng cảm ơn chị rất nhiều. Vâng ạ, kính thưa quý vị khách quý, thưa toàn thể bà con nhân dân thân mến, cùng với những lãng hoa tươi thắm để chúc mừng cho chương trình ngày hôm nay, Hồng Quyết cũng như anh chị em ekip thực hiện chương trình rất vui và vinh dự khi được đồng hành với chương trình. Và một lần nữa xin được kính chúc các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân và các anh chị thành viên của hai câu lạc bộ luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc chương trình của chúng ta thành công rực rỡ.